Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có cái trò này rất là vui đối với Long Biên. Trong cuộc nhậu chúng ta có những trò nào đó nó độc đáo thì nó sẽ giúp cho các bạn nổi bật lên. Thì cái trò này là giúp các bạn để cái lon bia trên tay và rót ra ly luôn. Đấy, không có cầm. Đấy, để như vậy rót luôn. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để làm như vậy nhá. Okay. Muốn làm được cách này thì các bạn phải cho ướt bàn tay, lấy nước đá, rồi các bạn sẽ đặt cái đáy lon bia này vào cái tay, vào cái cạnh này này, đấy kín rồi nha. Xong bạn vừa xoay, bạn rút đưa vào, làm lại này, nó hút đỏ lên đó. Cái cạnh này nhá, đặt vào trong này, ép vào mạnh cho nó kín càng tốt. Ok, xong chúng ta xoay, ta đẩy vào, để vào giữa lòng bàn tay, rồi như vậy lon bia đã dính cứng, thấy chưa? Bây giờ sẽ xoay lại cho đúng hướng thôi. Rồi, ta có thể là bắt đầu khui bia và rót. Thấy không? Rất tuyệt vời. Các bạn thấy clip hay thì tặng mình một like nhé. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.